Chào mừng các bạn đến với bản tin chiều kênh bình luận viên Anh Quân News. Át hẳn dư âm cuộc rượt đuổi tỷ số rạng sáng này giữa Man City và Real Madrid vẫn còn in đậm trong tâm trí các con dân bóng đá. Và đêm nay chúng ta sẽ được tiếp tục chìm trong cơn say bóng đá với trận Liverpool tiếp đón Villarreal tại Anfield. Trước đó cùng xem các huấn luyện viên hai đội đã chuẩn bị những gì. Tất nhiên không thể bỏ qua những diễn biến mới nhất trên thị trường chuyển nhượng. Ozil ủng hộ Benzema giành quả bóng vàng. Jurgen Klopp khen ngợi Emery trước thềm đại chiến. Ten Hag làm việc online với cầu thủ Man United. Haaland bất ngờ đi đêm với Bayern. Dù không thể giúp Real giành chiến thắng trong trận đấu rạng sáng này, nhưng Karim Benzema vẫn nhận được cơn mưa lời khen vì màn trình diễn quá đỗi xuất sắc của mình. Pha chạm bóng một chạm đầy tinh tế rút ngắn tỷ số lẫn cú Panenka điệu nghệ ấn định tỷ số 3-4 của tiền đạo người Pháp cho thấy đẳng cấp của một tay săn bàn hàng đầu thế giới hiện nay. Bình luận về người đồng đội ở Real, tiền vệ Mesut Ozil đã ca ngợi không tiếc lời trên Twitter cá nhân. Trận cầu quá đỉnh, trao ngay quả bóng vàng cho Benzema sau những gì anh ấy đã trình diễn. Cùng chung quan điểm với cầu thủ người Đức, trang Goal cũng đăng tải tấm ảnh Benzema nhìn vào quả bóng vàng với dòng trạng thái: "Hãy chào cho Karim Benzema ngay." Có lẽ đây là một giải xuất sắc nhất của cầu thủ người Pháp tại đấu trường Champions League. Cú đúp rạng sáng nay đã nâng tổng số bàn thắng của Benzema tại Champions League mùa này lên con số 14, ngang bằng với Messi mùa 2011-2012. Trong lịch sử chỉ có hai cầu thủ ghi bàn nhiều hơn Karim, đó là Cristiano Ronaldo và Robert Lewandowski. David Alaba đã kịp bình phục để ra sân trong trận đấu rạng sáng này. Tuy nhiên, trung vệ người Áo chỉ thi đấu hơn 46 phút trước khi rời sân nhường chỗ cho Nacho vì tái phát chấn thương. Điều này đã làm dấy lên những lo ngại về việc anh sẽ không kịp tái xuất khi trận lượt về diễn ra vào tuần sau. Khi được phóng viên The Marca hỏi về việc liệu có thể ra sân ở trận lượt về hay không, Alaba đã đáp lại đầy dứt khoát: "Tất nhiên là có." Với việc vừa gặp chấn thương, Alaba gần như chắc chắn sẽ được huấn luyện viên Carlo Ancelotti cho nghỉ ngơi khi Real chạm trán Espanyol tại vòng 34 La Liga cuối tuần này. Không chỉ có Alaba, Real cũng đón nhận thêm tin vui với sự trở lại của tiền vệ Casemiro. Đích thân huấn luyện viên Ancelotti đã xác nhận tiền vệ người Brazil sẽ có mặt trong đội hình vào tuần tới. Rạng sáng mai, Liverpool sẽ tiếp đón Villarreal trên sân nhà trong khuôn khổ lượt đi, trận bán kết thứ hai. Trong cuộc họp báo trước trận, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã dành lời khen ngợi cho người đồng nghiệp Unai Emery bên kia chiến tuyến. "Tôi đã xem và cực kỳ ấn tượng với các trận đấu của Villarreal. Unai bị ám ảnh bởi chi tiết, luôn chuẩn bị cho tất cả tình huống có thể xảy ra trong trận đấu. Ông ấy là huấn luyện viên đẳng cấp ở thế giới, khi tạo nên thành công đáng kinh ngạc của Villarreal." Tuy nhiên, huấn luyện viên người Đức cho rằng đội bóng của Unai Emery vào được tới bán kết một phần là do đối thủ của họ các vòng trước là Juventus lẫn Bayern Munich đã quá chủ quan. Klopp khẳng định Liverpool của ông sẽ không bao giờ mắc sai lầm tương tự. Theo tờ The Mirror đưa tin, huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ tiến hành gặp gỡ các học trò mới tại Man United thông qua các buổi họp online qua Zoom trước khi ông chính thức chuyển tới nước Anh. Trong cuộc họp này, ông sẽ vạch ra kế hoạch của mình cho câu lạc bộ và cố gắng hiểu rõ hơn về những người ông sẽ làm việc cùng trong tương lai. Ông muốn bắt đầu xây dựng mối quan hệ với họ, cũng như thông qua đó xác định được việc xây dựng lẫn thanh lọc lực lượng đội hình của Quỷ Đỏ. Đáng chú ý, Ten Hag sẽ họp riêng với từng cầu thủ Man United, dự kiến sẽ bắt đầu trong 3 tuần tới. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Erik ten Hag được cho đang cân nhắc tước băng đội trưởng Harry Maguire do áp lực với những chỉ trích nhắm vào trung vệ tuyển Anh bởi phong độ sụt giảm, thường xuyên mắc sai lầm. Một trong những nghi vấn khi Ten Hag đến Man United chính là liệu ông có sử dụng cầu trò cũ Van de Beek hay không. Tiền vệ người Hà Lan được Man United mua từ Ajax với giá 45 triệu euro. Tuy nhiên, dưới thời Solskjaer lẫn Ralf Rangnick, cầu thủ sinh năm 1997 không được trọng dụng và được đem đi cho Everton mượn. Tại Goodison Park, Van de Beek cũng không thể hiện được nhiều. Tương lai anh bị đặt trong dấu hỏi lớn nếu như anh hết thời hạn cho mượn và trở lại Old Trafford vào hè tới. Theo Telegraph, huấn luyện viên Ten Hag có kế hoạch đưa Van de Beek vào đội hình trước mùa giải của ông. Van de Beek đã quá quen thuộc với chiến lược gia 52 tuổi bởi anh từng có 3 mùa giải làm việc với Ten Hag khi còn chơi cho Ajax. Đây là cơ hội dành cho tiền vệ người Hà Lan trong màu áo Quỷ Đỏ. Cầu thủ sinh năm 1997 cũng đã có động thái liên quan đến ông thầy cũ khi ấn like một bài đăng trên Instagram chính thức của Ajax với nội dung xác nhận Ten Hag sẽ chuyển đến dẫn dắt Man United kể từ mùa giải tới. Một trong những cái tên Ten Hag muốn mang về Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới chính là tiền đạo Darwin Núñez của Benfica. Cầu thủ người Uruguay có thể hình cao lớn lẫn tốc độ cùng khả năng đánh hơi bàn thắng lại vô cùng đáng kể. Qua những gì đã thể hiện tại giải quốc nội lẫn đấu trường Champions League, Darwin đang là một trong những chân sút mà rất nhiều câu lạc bộ lớn tại châu Âu mong muốn sở hữu. Mới đây, tờ AS xác nhận Man United đang dẫn đầu cuộc đua có được chữ ký của chân sút 22 tuổi.
Được biết, người đại diện của Nunes, Jorge Mendes, có mối quan hệ cực tốt với Quỷ Đỏ thành Manchester và cũng đồng thời là người đại diện của ngôi sao Cristiano Ronaldo. Đây cũng được cho là nguyên nhân khiến cho thương vụ này của Man United tiến triển một cách vô cùng thuận lợi. Dẫu vậy, Benfica chắc chắn không muốn bán cầu thủ con cưng của mình dễ dàng. Trên Transfermarkt, tiền đạo người Uruguay đang được định giá 40 triệu euro. Tuy nhiên, chắc chắn câu lạc bộ Bồ Đào Nha sẽ hét giá rất cao dành cho Darwin Núñez. Dĩ nhiên, tiền đạo được cả thế giới lúc này thèm khát nhất không phải là Núñez mà là Haaland. Tưởng chừng tương lai của tiền đạo người Na Uy đã rõ ràng khi Man City được cho sẽ là bến đỗ tiếp theo của chân sút sinh năm 2000. Thế nhưng mới đây, tờ Bild của Đức tiết lộ Haaland vẫn đang duy trì mối quan hệ với Bayern Munich. Hai bên đã gặp nhau hồi tháng 3 vừa qua. Nguồn tin này còn cho biết Haaland đã có cuộc nói chuyện kéo dài 1 giờ đồng hồ với giám đốc thể thao Hasan Salih Hamidzic của Hùm Xám. Đây là động thái cho thấy ngôi sao người Na Uy vẫn đang cân nhắc đội bóng phù hợp trong hè này. Dù vậy, giám đốc điều hành của Bayern Oliver Kahn lên tiếng phủ nhận Bayern muốn sở hữu Haaland. Nguyên nhân là bởi tiền lương cho Haaland lẫn phí lót tay cho người đại diện là quá cao. Bayern khó lòng đáp ứng. Nếu quả thực Bayern đàm phán với Haaland, đây chắc chắn là phương án nhằm thay thế Lewandowski trong tương lai. Chân sút người Ba Lan sẽ bước vào năm cuối hợp đồng với đội bóng Sylva Varia vào mùa hè này. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn. Bản thân Levy cũng không ít lần đánh tiếng muốn tìm kiếm thử thách tại một môi trường mới sau khi đã giành được mọi vinh quang ở sân Allianz Arena. Barcelona đang là cái tên đang được nhắc đến như là bến đỗ tiếp theo của tiền đạo người Ba Lan. Theo tờ Mundo Deportivo, Lewandowski còn sẵn sàng giảm lương để gia nhập đội chủ sân Camp Nou trong hè này. Xem xét tình hình tài chính của câu lạc bộ xứ Catalan lúc này, việc Levy sẵn sàng giảm lương chắc chắn là một động lực giúp thương vụ diễn ra dễ dàng hơn. Chủ tịch Laporta cũng có mối quan hệ tốt với người đại diện của Lewandowski, Vini Zahavi. Điều này sẽ giúp đội bóng xứ Catalan có thêm thuận lợi trong việc giành lại chữ ký của Levy. Dù giúp Paris Saint-Germain đòi lại ngôi vô địch Ligue 1, thế nhưng huấn luyện viên Pochettino nhiều khả năng sẽ bị Paris Saint-Germain sa thải trong hè này vì thành tích bị loại sớm ở đấu trường Champions League. Theo Le Parisien, ban lãnh đạo đội bóng thành Paris đang đàm phán các điều khoản chấm dứt hợp đồng với Pochettino và cộng sự sớm một năm, đồng thời trả khoản phí đền bù hợp đồng 12,6 triệu bảng. Bản thân nhà cầm quân người Argentina cũng không muốn tiếp tục gắn bó với sân công viên Cáo Hoàng Tử. Nhiều nguồn tin cho biết Paris Saint-Germain sẽ chọn Conte để thay thế, còn Pochettino được cho sẽ trở lại Tottenham. Thế nhưng nguồn tin từ tờ Times Newcastle đang theo dõi sát sao tương lai của huấn luyện viên Pochettino. Giới chủ của Ả Rập Xê Út được cho là rất ngưỡng mộ nhà cầm quân 50 tuổi. Hiện ban lãnh đạo Newcastle chưa vội định đoạt tương lai của Eddie Howe khi ông đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng với tham vọng vươn tầm, không loại trừ khả năng Trích Chòe sẽ chọn nhà cầm quân từng có mặt tại chung kết của Champions League. Dybala chắc chắn sẽ rời Juventus vào mùa hè này và bến đỗ của ngôi sao người Argentina nhiều khả năng sẽ là Inter Milan. Nhưng chưa dừng lại ở đó, đương kim vô địch Serie A còn muốn mang về một cầu thủ Juve với Giuseppe Meazza nữa. Theo La Gazzetta dello Sport, giám đốc điều hành Beppe Marotta của Inter hiện là người đang được giao nhiệm vụ chiêu mộ Bernardeschi bên cạnh Dybala. Người đại diện của tiền vệ người Ý cũng đã tìm kiếm một câu lạc bộ mới cho tiền vệ 28 tuổi này từ vài tháng trước. Bernardeschi sẽ hết hợp đồng với Juventus vào mùa hè này và cả hai bên vẫn chưa có tiến triển trong việc gia hạn. Bernardeschi từng được Marotta đưa đến Juventus từ Fiorentina vào mùa hè năm 2017, vì vậy khả năng cao anh sẽ tiếp tục đi theo tiếng gọi của vị giám đốc này trong hè tới. Và đó là những tin tức có trong video hôm nay. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng bình luận viên Anh Quân News. Xin chào và hẹn gặp lại!